Màu sân vườn đẹp cho nhà cấp 4. Chào mừng anh chị đã trở lại với kênh video của Hiệp ngày hôm nay. Các anh chị đang muốn làm một mẫu sân vườn cho nhà cấp 4 đơn giản, tiết kiệm chi phí nhất, rẻ nhất, cũng như các anh chị chưa biết trồng những loại cây gì, bố trí ra sao, không có ý tưởng thì hãy ở lại video này, Hiệp sẽ giải quyết các vấn đề trên để làm sao chúng ta bố trí và xây dựng quy hoạch được một sân vườn đẹp. Ngoài đẹp ra thì công năng sử dụng của nó phải tốt. Trước tiên thì hãy ủng hộ Hiệp bằng cách đăng ký kênh của Hiệp để cập nhật nhiều hơn về kiến thức của sân vườn. Trở lại với video này, chúng ta cùng phân tích 4 cái thành phần chính tạo nên sân vườn, dù là phong cách sân vườn của Nhật Bản này, hay là châu Âu, hay là sân vườn hiện đại Việt Nam, thì cùng có 4 cái yếu tố này cùng nhau lắng nghe nhé. Hạng mục số 1, hồ cá có thể là hình chữ nhật đối với phong cách sân vườn hiện đại và châu Âu, còn đối với phong cách sân vườn Nhật Bản là uốn lượn và thường thì sẽ có đá ghép ở thành hồ, nhìn rất tự nhiên và mềm mại. Uốn lượn tạo những cái nét mềm mại uyển chuyển của tự nhiên. Hạng mục số 2 đó chính là căn chòi và sàn gỗ. Chòi thì có thể là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật hoặc là lục giác tùy theo sở thích và phong cách của sân vườn. Sàn gỗ ngoài trời tô điểm vẻ đẹp sang trọng cho sân vườn rất nhiều. Về vật liệu thì chúng ta có thể sử dụng là nhựa giả gỗ rất là bền, thi công nhanh, chi phí rẻ. Hạng mục số 3 đó chính là đường đi, đồi cỏ và bồn hoa. Thì tùy theo phong cách sân vườn, chẳng hạn như là sân vườn hiện đại châu Âu thì thường là hình vuông hoặc là hình chữ nhật ghép lại, còn đối với phong cách của Nhật Bản thì nó uốn lượn, mềm mại. Mỗi phong cách thì đều có những cái nét riêng đẹp khác nhau. Số 4 đó chính là về cây cối. Đối với sân vườn Nhật thì không thể thiếu được các loại cây bonsai, đặc biệt là cây tùng Nhật rất đẹp và cũng rất là đắt tiền, cùng với các loại cây bụi, cây hoa và thảm cỏ. Có thể nhắc tới như là cỏ nhung Nhật rất là mềm mịn, đi lên trên đứng thì rất là êm. Bây giờ chúng ta cùng đi khám phá hai cái mẫu sân vườn sau đây. Chúng ta cùng đến với mẫu sân vườn số 1. Mẫu sân vườn này là kiểu hiện đại với hình dáng từ căn chòi, hồ cá và đường đi đều là hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Sân vườn này nằm bên hông của một căn nhà có diện tích là ngang 5 và dài 20, tổng là 100m². Nếu không làm sân vườn thì chúng ta đã bỏ phí đi một khoảng đất rất lớn trong nhà. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết sân vườn này có gì. Một căn chòi hình vuông là nơi chúng ta có thể ngồi nhâm nhi một tách cà phê hoặc một tách trà vào buổi sáng tối. Hai hồ cá là nơi chúng ta có thể nuôi cá koi hoặc là các loại cá mà chúng ta yêu thích. Không chỉ là nuôi cá, nước còn điều hòa không khí mát mẻ cho mùa hè, tô điểm đẹp cho sân vườn. Ba là về cỏ cây. Ở đây chủ yếu chúng ta thấy là thảm cỏ nhung nhật chiếm đến 60% diện tích. Loại cỏ này thì rất là êm và mềm và hấp thụ nhiệt mặt trời thì rất là tốt, cùng với các loại cây bụi khác tạo nên vẻ đẹp đơn giản, các loại cây sống bền. Đó cũng là yếu tố mà khi mình lựa chọn tư vấn cây cho khách hàng. 4. Đường đi được làm bằng tấm đá hoặc là tấm xi măng có hình chữ nhật hoặc hình vuông rất là lớn và nổi bật. Mẫu sân vườn số 2. Mẫu sân vườn này cho biệt thự có diện tích rất là rộng, sân vườn thì bao quanh căn nhà. Ý tưởng của mẫu sân vườn này là phong cách của Nhật Bản. Chúng ta có thể thấy đặc trưng của nó là đồi cỏ nhấp nhô, uốn lượn, hồ cá cũng vậy, tạo thành một cái cảm giác mềm mại cho sân vườn. Bây giờ chúng ta cùng đi xem chi tiết nó có cái gì. Một căn chòi không thể thiếu được trong sân vườn. Căn chòi hình nhục lục giác được xây dựng bằng gỗ rất là đẹp. Một bên là thác nước cùng với cái hồ ôm xung quanh cho không gian mát mẻ, nước chảy róc rách suốt ngày. Hai về hồ cá uốn lượn kéo dài từ trước ra sau thành được xếp đá, nhìn rất là tự nhiên. Ba là đồi cỏ rất nhiều, mô tả thiên nhiên hùng vĩ bao quanh xung quanh cái căn nhà này. Trên là hai mẫu sân vườn được xây dựng theo hai phong cách khác nhau. Một là phong cách hiện đại, hai là phong cách của Nhật Bản. Các anh chị yêu thích mẫu phong cách sân vườn nào, hãy để lại bình luận ở dưới video này. Và nhớ đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.